là thế mạnh của địa phương, trong đó mặt hàng chủ lực của tỉnh là lúa và cá. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đang phát triển rộng rãi ở khu vực nông thôn nhằm tăng giá trị sản phẩm, giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân. Một trong những đề án được cho là sẽ mang đến hiệu quả nhất cho nông dân đó là đề án OCOP. Trong buổi tọa đàm hôm nay, chúng tôi sẽ đi tìm hiểu OCOP là gì, rồi quy trình sản xuất ra sao. Thì tham gia buổi tọa đàm hôm nay, xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Phạm Thành Tâm, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú. Xin giới thiệu ông Huỳnh Thanh Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Long Bình, xã Khánh Bình, huyện Phú. Xin giới thiệu ông Võ Văn Hên, nông dân thị trấn Long Bình. Thưa kỹ sư Phạm Thành Tâm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú. Thưa ông, từ OCOP đã được nghe nói nhiều, xin ông giải thích rõ hơn từ này như thế nào? Dạ, kính thưa các quý vị khán thính giả, thưa các vị khách mời trong buổi tọa đàm hôm nay. Cái chương trình mỗi xã một sản phẩm, tức là OCOP mà chúng ta hay gọi là OCOP á, thì nó là việc từ viết tắt của cái tiếng Anh là One Community, One Product, là nó xuất phát từ ở Nhật từ những năm 79 của thế kỷ 20. Sau họ rất thành công cho cái vùng nông thôn của Nhật Bản, và hiện nay đã có khoảng hơn 40 quốc gia học tập và ứng dụng ở nước mình. Trong đó Việt Nam chúng ta thì tháng chúng ta đã có cái tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện từ năm 2013. Và khi tỉnh Quảng Ninh thực hiện thành công thì Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký một cái chương trình OCOP cho Việt Nam từ năm 2018 và đã triển khai cho 64 tỉnh thành của chúng ta. Cụ thể An Giang chúng ta thì thực hiện từ tháng 7 năm 2020. Mỗi sáng sản phẩm thực chất nó là một cái giải pháp để mà phát triển kinh tế của các vùng nông thôn, của vùng nông thôn, để mà làm tăng giá trị sản xuất cho nông nghiệp và tăng công ăn việc làm, tăng cái thu nhập cho bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, để nắm rõ hơn về quá trình triển khai thực hiện cũng như lợi ích của đề án mang lại, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa các nội dung quy định về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm theo quy định trung ương, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tập trung hỗ trợ nâng cấp, củng cố, phát triển 10 sản phẩm OCOP chủ lực và phấn đấu có từ 30 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên được công nhận và có ít nhất 2 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng cấp quốc gia. Thì trong cái lĩnh vực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cũng như là sản xuất theo hướng hữu cơ thì ngành nông nghiệp cũng đã triển khai cách đây trên 10 năm. Tuy nhiên là từ khi có cái nghị quyết của tỉnh Đảng bộ về chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao từ năm 2012 thì ngành nông nghiệp đã triển khai mạnh mẽ cái chương trình này. Thì cụ thể là diện tích đã áp dụng các cái loại cây trồng trong lĩnh vực trồng trọt cũng như là chăn nuôi thủy sản đã duy trì hàng năm là trên 90.000 hectare. Tại huyện An Phú, sau sản phẩm du lịch văn hóa Chăm được công nhận đạt chuẩn OCOP, nay huyện tiếp tục triển khai thêm 2 sản phẩm, đó là xoài đạt chuẩn Việt Gáp của xã Khánh Bình và sản phẩm khô bò Phú Vinh xã Đa Phước. Xác định đây là 2 sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, địa phương đã có chính sách hỗ trợ tích cực cho nông dân áp dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đặc biệt bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế sử dụng chất hóa học và sản phẩm đóng gói bao bì quy định. Ăn là hồi nào giờ cũng làm lâu lắm rồi, hơn hiệu Phú Vinh đó. Yeah. Cũng mong muốn mình bán cho nó được đạt yêu cầu cho mạnh chút xíu. Hiện nay thì dù Covid thì nó hơi chậm quá. Thành thử mong sắp tới mình được phát triển. Ngành nông nghiệp cũng tiếp tục là đầu mối để vận dụng mọi chính sách của tỉnh trong việc thực hiện như là chỉ thị như là nghị định 98 của chính phủ về việc là hỗ trợ doanh nghiệp trong cái liên kết sản xuất tiêu thụ cũng như là nghị định 57 trong việc mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để là triển khai hiệu quả ở An Giang.
và hiện nay hội đồng dân đã thông qua nghị quyết và tỉnh đã ban hành quyết định, thì đây là tiền đề để các cái doanh nghiệp vào để đầu tư, cũng như là các hợp tác xã nông dân sẽ hưởng các chính sách thông qua hai nghị định này. Từ các hoạt động kết nối cung cầu, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, chú trọng phát triển hình thức thương mại điện tử trong quảng bá các sản phẩm OCOP để giúp nông dân an tâm sản xuất trước sự cạnh tranh như hiện nay. Xoài và khô bò Phú Vinh, thì thưa kỹ sư cho biết là thời gian qua Hội nông nghiệp huyện đã tổ chức triển khai được đề án OCOP cho nông dân như thế nào, và cái sản phẩm OCOP được đề xuất công nhận là đạt chuẩn ra sao không? Thưa quý vị, là đối với huyện An Phú thì phòng nông nghiệp là được một đơn vị được giao cái trách nhiệm là phụ trách chương trình OCOP của huyện, và có nhiệm vụ tham mưu với huyện thành lập cái hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của huyện, cũng như cái tổ giúp việc cho hội đồng này, rồi thành lập các cái huyện chỉ đạo thành lập các cái hợp cho các xã thị trấn, và thành lập cái hội đồng của xã để phát hiện đề xuất các cái sản phẩm của địa phương mình. Hội đồng của huyện thì đã hoàn tất hai hồ sơ. Một là xoài keo Long Bình của hợp tác xã Long Bình, thứ hai là sản phẩm khô bò Phú Vinh. Thì khi mà đánh giá trong hội đồng thì tạm đánh giá là nó trên 3 sao. Vậy thì trong cái dịp sắp tới thì sẽ đưa lên đề xuất lên tỉnh để đánh giá phân hạng lên tỉnh. Về phía hợp tác xã nông nghiệp thì xin nông Bình cho biết là từ khi được huyện triển khai cái chương trình OCOP thì hợp tác xã đã tổ chức cái triển khai cho xã viên như thế nào thưa ông? Cái đề án OCOP thì về cho hợp tác xã thì cũng tích cực vận động các xã viên và bà con nông dân, tại vì mình thấy nó rõ ràng là đây là một cái đề án mang lại cái hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Thì bên cạnh đó thì khi mà vận động thì bà con rất đồng tình, tại vì cái này là mang lợi cho bà con, cho nên bà con đồng tình hưởng nhất tất cả. Dạ, xin cảm ơn Bình Thanh Minh. Xin được hỏi một chút với ông Võ Văn Hên. Thưa ông, xin ông cho biết động cơ nào mà thôi thúc ông chuyển từ hoa màu sang trồng xoài theo hướng Việt Gáp, thưa ông? Thưa quý vị, tôi có đi qua Campuchia coi xà keo này đó, trồng nó phát triển cho nên về tôi tự phát lên trồng xà keo trước. Ở đây vì là nó có lợi nhuận hơn là làm hoa màu cấp mấy 2-3 lần nữa. Cho nên vì chỗ đó là mà tôi ham, tôi làm suốt mười mấy năm nay là xoài không ạ. 13-14 năm nó dù nó lợi nhuận hơn là tất cả các cái hoa màu mình trồng ở đây, thường đem ở bển bán thì bị nó trả về là nhiều, còn xoài là đưa ra nhiều là hết nhiều. Giá cả thị trường thì có nó ngay nó cũng có khi bấp bênh, chứ không phải là mà nó suốt chết bộ. Bởi vì nguyên nhân là thời tiết đó, rồi đó là mưa bão đi không được thì xài nó chậm, chứ còn nếu mà suốt thì xài nó phát triển mạnh hơn cái gì hết, không có gì lợi nhuận bằng xoài. Từ cái hiệu quả mà mang lại đó thì ông so sánh như thế nào về việc trồng hoa màu với là trồng xoài hiện nay? Thì so sánh theo lợi nhuận hơn tất cả các món hoa màu ở đây, có thể là lợi nhuận hơn 20% trên gieo cái cũng như lúa hoặc là đậu bắp này kia đó, là nó thua cái này xa 20%. Theo ông thì cái so với trồng theo kiểu truyền thống với kiểu Việt Gáp thì ông so sánh như thế nào về cái mô hình trồng xoài? Xoài thì Việt Gáp thì nó đạt yêu cầu hơn cái truyền thống của mình, bởi vì nó mẫu mã nó sạch đẹp hơn, thuốc bảo vệ thực vật nó cũng ít hơn, nó có thể là nó thúc đẩy đưa đi được các thị trường, cho nên vì chỗ đó nó mà lợi nhuận còn cao hơn cái tự phát nữa. Xin cảm ơn ông Hân. Xin trở lại với ông với lại kỹ sư Phạm Thành Tâm.
Thưa kỹ sư, hiện nay trên địa bàn huyện Ao Cú thì có bao nhiêu diện tích cây ăn trái sản xuất theo hướng Việt Gáp và hướng đến đạt chuẩn OCOP chưa? Diện tích cây ăn trái của huyện An Phú hiện nay cho tới tháng thống kê tới tháng 6 năm 2020 á, thì có khoảng 1.600 hecta, mà trong đó khoảng 1.400 hecta là xoài và 90% cái lượng xoài đó là xoài keo. Còn cái diện tích mà đạt theo tiêu chuẩn OCOP thì hiện nay còn rất khiêm tốn, bởi vì chỉ hợp tác xã Long Bình là làm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp thôi, và có đầy các diện tích là có cái đăng ký cái mã cốt là khoảng 100 hecta, nhưng mà cái trong cái số 1.400 hecta xoài này tập trung ở xã Khánh Bình, Khánh An, Long Bình thì chúng ta đã được cái tập đoàn Vinafood ký hợp đồng với tỉnh là bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm này cho thời gian sắp tới. Mà tôi nghĩ rằng là để mà công ty cái tập đoàn Vinafood họ thu mua được và họ xuất khẩu được thì đương nhiên họ có cái quy trình của họ, và như vậy thì chúng ta sẽ có các quy trình để sản xuất theo yêu cầu của Vinafood để đạt tiêu chuẩn cho xoài xuất khẩu. Như vậy thì diện tích xoài chúng ta sẽ đạt tiêu chuẩn Việt Gáp sẽ cao hơn. Hai nữa là đối với vùng Phú Hữu thì hiện nay cũng đang chuẩn bị mở một cái vùng là khoảng 100 hecta bưởi năm roi theo tiêu chuẩn của đơn vị thu mua dưới Cần Thơ. Họ cũng được sẽ có đã có kế hoạch tập huấn để cho bà con sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ngoài ra thì chúng ta còn một số các loại cây trái khác như là nhãn, rồi bơ cũng đang phát triển nhiều ở địa bàn của huyện chúng ta. Nhưng mà sắp tới đây thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thì các cái đơn vị thu mua sẽ phối hợp với ngành nông nghiệp để mà tập huấn bà con nông dân sản xuất đúng theo tiêu chuẩn họ để xuất khẩu tốt hơn. Thì để triển khai cái đề án hoa kết cho nông dân theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã có những cái chính sách như thế nào để hỗ trợ cho nông dân không? Nếu nói về chính sách thì huyện không có chính sách, bởi vì chính sách là từ trung ương với tỉnh thôi. Còn lại huyện thì chúng ta chỉ là một là cán bộ để mà phối hợp với các địa phương để triển khai chính sách của trung ương, của tỉnh tới các cái tổ chức nông dân và tới nông dân để ta hiểu cái chính sách như thế nào và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận với chính sách đó. Thưa các diễn giả, thì khi bắt đầu làm thì chắc chắn ai cũng gặp khó khăn, thậm chí là thất bại. Thì cái đề án này thì đặt chỉ tiêu ra rất là cao. Thì trước tiên xin hỏi kỹ sư Phạm Thành Tâm, đối với huyện An Phú thì bước đầu đã gặp những cái khó khăn như thế nào? Chương trình OCOP khi triển khai ở địa bàn Phú gặp rất khó khăn rất nhiều. Thứ nhất là các cái cá nhân, các cái làng nghề chúng ta sản xuất các cái sản phẩm mà mang tính chất mà đặc trưng của vùng, ví dụ như là cái giờ thổ cẩm của xã Nhân Hội hay chiếu u du của thị trấn Phú, thì cái nguyên liệu để mà nhập vô thì họ phải nhập ở các tỉnh khác và ở thành phố, mà quy định OCOP thì phải là nguyên liệu của trong tỉnh chứ không được nguyên liệu nhập nơi khác về, cho nên còn có cái đó. Thứ hai nữa là các chủ thể thường rất ngại khi mà làm hồ sơ thì rất là phiền phức trong cái chuyện mà truy xuất nguồn gốc này, rồi các cái thủ tục khác mà cái đánh giá về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi cái đánh giá về tác động môi trường họ rất là ngại, cho nên là họ chưa hợp tác nhiều lắm. Thứ ba nữa là cái hiện nay thì cái hội đồng đánh giá sản phẩm và cái tổ giúp việc của huyện và các xã thì chưa được hoạt động hoặc làm việc đồng bộ lắm, cho nên các sản phẩm các xã chưa được giới thiệu nhiều về cho hội đồng đánh giá phân ngành sản phẩm của huyện, hay là chưa giới thiệu về phòng nông nghiệp để mà phòng nghiệp tham mưu công an huyện để có cái tổ chức các cái buổi họp xét phân hàng các cái sản phẩm mà đặc trưng của các xã thị trấn mang về. Thì bước đầu thì còn khó khăn như thế, bởi vì thực tế tôi nghĩ rằng là bà con chưa hiểu được cái lợi ích xa của cái chương trình nông thôn, cho nên là còn ngại khi mà phối hợp cùng chúng tôi
để mà lập các cái hồ sơ, hoàn tất cái hồ sơ thủ tục theo đúng yêu cầu của chương trình ô cốp. Cái khó khăn thì buổi ban đầu trồng dân nông dân mình chưa có nắm được kỹ thuật á, rồi nó gặp cái khó trồng theo nó thì trồng phải là có chuẩn, đặt cái sợi xuống thì phải lên liếp, còn đất cao thì phải lên liếp, còn đất thấp thì phải múc lên liếp, rồi nó khó khăn tiền bạc kinh tế đó, là coi như nó khó khăn dân rồi chỗ đó đó, rồi cho nên đặt xuống thì phải là trong vòng một tháng phải ngắt đọt nó, rồi mới tưới phân bón phân cho dung bộ nó, đúng 24 tháng bắt đầu nó có trái. Thì cái đó này thì nó có trái từng tự mỗi một năm, ví dụ năm nay mà một mẫu được 3 tấn qua năm, mẫu được 7 tấn, nó trội lên vậy đó. Cho nên dân mần xoài thì người ta ham là ham chỗ đó, chính tôi còn ham. Bị hồi xưa là mần ruộng gãy nó quá cực khổ đi, cho nên tôi đi qua Campuchia, qua bển, tôi học hỏi ở bển, nó mới chỉ về mần. Mần như vậy đó, tôi thấy tôi làm là nó ngày phát triển lên, nâng cao chất lượng về mặt thương phẩm, nâng cao chất lượng về mặt sản phẩm, nâng cao giá trị. Thì người nông dân mình thì thấy tập quán cũ mà, nghĩa là mần trên số lượng chứ chưa có dựa vào chất lượng. Cho nên khi bước đầu mà vận động để làm những cái đề án này thì nông dân thì có người thì phản ánh không làm, có người thì đồng tình. Tuy nhiên cái phần đồng tình thì nó thấp. Thì thông qua đó thì đã mình đã dấn thân vào con đường này giống như là một cái nghề rồi, là nhất định là phải phát triển cái sản phẩm này ở địa phương mình rất là chịu. Thì cho nên là với vai trò của xã thì tôi tích cực, không có sợ vấn đề ngại ngùng gì, tích cực cho làm bà con, miễn làm sao mà mình đưa cái sản phẩm của nguyên phố mình mang một tầm vóc mới, di chuyển mới, đạt là kinh tế cao. Thì qua những cái khó khăn như các diễn giả vừa trao đổi thì trước tiên xin mời ông kỹ sư Phạm Thành Tâm xin ông cho biết là hướng tới mình sẽ có cái những giải pháp như thế nào cho cái đề án ô cốp của huyện mình ạ. Dạ, chúng tôi cùng nghĩ tới cái này, thì có lẽ là để giải quyết khó khăn này thì trước mắt là sẽ đề xuất với văn phòng điều phối và cục phát triển nông thôn để họ đề xuất với tỉnh với trung ương có thể nới rộng cái phạm vi của cái nguồn nguyên liệu hay không. Tỉnh An Giang ta thì có một cái số cái hạn chế, tức là ví dụ như chiếu u du chẳng hạn thì không có vùng trồng u du, thì bây giờ phát triển lên thì nó phải là một vấn đề lâu dài, nhưng mà trước mắt thì có thể là nới rộng phạm vi để nhập nguyên liệu hay không. Thứ hai nữa là đối với trách nhiệm phòng thì sẽ có phối hợp với các cái thành viên của cái hội đồng đánh giá sản phẩm ô cốp là tăng cường tuyên truyền nhiều hơn cho các cái địa phương và các chủ thể họ hiểu được lợi ích lâu dài của cái khi mà tham gia chương trình ô cốp này, để mà họ phối hợp với hợp tác với cán bộ ra xuống để mà thu thập các thông tin và hoàn tất hồ sơ. Thời gian vừa qua dù sợi con đã được xuất khu đi đây đâu? Thời gian trước giờ là nó ngay đưa cho xương thương lái đi qua Trung Quốc không ạ. Nó ngay nó qua tới chỗ nó mua, tôi trực tiếp nó đưa đóng thùng đi. Thì những năm vừa qua đó là hợp tác xã trên tinh thần đó là chứng minh được khả năng là cái thế xài mình có một cái đầu ra ổn định. Bằng chứng là 3 năm nay là tôi vẫn giữ được cái giá. Giá xài của mình hiện giờ là xuất đi như Hàn Quốc, Mỹ và Úc. Hướng tới thì đi New Zealand, đi Nhật. Thì càng mở rộng thị trường, mục tiêu đó là để ổn định sản phẩm và đưa cái sản phẩm mình ra tới quốc tế để cho mọi người tiêu dùng trên thế giới họ biết đến cái xài keo của An Phú, Vĩnh Liêm và An Giang nói chung. Thì nếu mà hình thành một cái chuỗi cung ứng thì bắt buộc phải nhiều hộ, nhiều thành viên, nhiều xã viên để hưởng, thì bắt đầu cái hướng tới sẽ nghĩa là người nông dân họ tham gia vào hợp tác xã làm rồi xong từ từ mình sẽ kết hợp họ lại, tại vì mình gắn kết họ là phải để cho họ tự mình. Năm nay thí dụ như 20 năm tới là 30 năm tới là 40, nghĩa là cái con số người nông dân họ tham gia tích cực vô nó càng ngày nó càng cao. Mình đi chậm nhưng mà khả năng nó chắc. Quý vị và các bạn, thời gian qua để đề án ô cốp thực hiện thành công trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung, huyện An Phú nói riêng, theo đó một số mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục mở rộng đề án OCOP, nhất là địa phương có sản phẩm tiềm năng. Nông dân trên địa bàn huyện có suy nghĩ như thế nào về thực hiện đề án này? Mời quý vị và các bạn theo dõi clip sau. Mong muốn vô cái OCOP mình làm cái tư duy sạch sẽ, nhưng mà mong muốn mình muốn phát triển hơn nữa. Thành thử yêu cầu là coi anh em có gì hỗ trợ tiếp giùm. Ở đây là ít có ai xài kháng sinh, nó bị vô việc giáp lên sạch đó. Là mấy năm rồi là không có ai xài kháng sinh nữa. Còn lúc trước người ta không biết thì ta mua thuốc đi trị bệnh rồi đó thì có kháng sinh chậm. Thì nhà cái đội với Lâm Xuyên mình lên dạy đó 3 năm nay thì không còn ai cho ăn kháng sinh nữa. Chỉ ngừa trước vậy thôi, không cho lương bệnh. Thì thấy hợp tác xã mà ở gia thì có lại cho nông dân rồi đó. Thay vì mua thức ăn thì cũng có lợi nhuận cho nông dân, về hợp tác xã là bán lấy hay đại lý ngoài đó. Thì cái đó mình thấy mấy năm đầu thì cũng chưa có kết quả gì không. Dài dài sau này chắc để cho nông dân mình nuôi á. Thức ăn nữa rẻ là chớp, với hai nữa sau này mình kiếm cái đầu lương ra cho công ty rồi á, được giá nó cao. Hợp tác xã mới thành lập cũng chưa có hoạt động nhiều, chưa đem mình hợp tác xã. Sắp tiến tới đây thì hợp tác xã có định hướng là thứ nhất là sẽ nuôi vận động tiếp tục những hộ dân khác. Thứ hai nữa là hướng là sẽ kiếm những cái nhà doanh nghiệp, những cái chỗ mà đầu mối mà mua lương giá cao để mình cho người nông dân hoặc công ty hợp xã mình bán giá cao. Mà nói chung cái kỹ thuật mà của cái mà hợp tác xã mà được cái kỹ thuật mà cho nó cao sao mà về đây mà phóng vấn cho dạy cho nông dân mình nó hiểu biết thêm cái kỹ thuật mà chăm sóc xài rồi bón phân với thịt kỹ thuật thì sao cho nó ra trái ra qua rồi đó, là cái đó là đạt. Nó có lợi là lợi hai mặt, cũng như là lợi xài sạch cho những nhiễm sức ra ngoài, người ta có cái trong mình là được cái xài sạch mà không có thuốc sâu, thuốc trừ sâu rồi là được một cái là an toàn cái vụ đó. Rồi cái sạch như nó là mình ít xịt sâu hơn cái những người mà bị trong cái biến cáo của hợp tác xã đó, là có dạy cái những cái thuốc nào mà mình không nên xịt, còn cái thuốc nào mà nên xịt thì cứ xịt. Thưa kiến sư Phạm Hồng Đông, thì để đề án OCOP tiếp tục triển khai hiệu quả hơn thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có những kế hoạch như thế nào thưa ông? Trong thời gian tới mà cái giai đoạn hiện nay chúng ta thực hiện giai đoạn 18-20, mà sau cái năm 20 thì chúng tôi nghĩ như thế này, chúng ta cần có những con người, những cán bộ chuyên trách sâu hơn nữa về chương trình OCOP này. Hiện nay thì bà anh em kinh nghiệm không ạ? Thứ hai nữa là để anh em có thời gian để mà tiếp cận tìm hiểu các cái sản phẩm mà nổi trội của địa phương, còn đặc trưng cho các cái xã phường ấy, thì anh để giới thiệu cho cái hội đồng đánh giá phân hàng của huyện, phải có con người chuyên trách như vậy. Hiện nay tỉnh đã chỉ đạo là huyện phải có dành kinh phí mà dành riêng cho hoạt động của cốt này, để mà có chủ động ra chủ động để đưa các cái chủ thể sản xuất sản phẩm hay là các tổ chức nông dân đi tham quan học tập các địa phương khác để về ứng dụng cho mình. Thứ ba là chúng tôi sẽ tham mưu với ủy ban huyện về cái củng cố lại cái tổ giúp việc và cái hội đồng đánh giá phân hàng thực phẩm, làm sao cho cán bộ tốt hơn để mà tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cái điều kiện cần và đủ để cho các cái chủ thể, các tổ chức nông dân họ thuận lợi nhất trong việc thực hiện tham gia tốt. Với cái kế hoạch của ngành chuyên môn như thế thì trước tiên xin mời ông nông dân giỏi Văn Thanh, ông có kiến nghị gì đối với ngành chuyên môn không thưa? Nên tôi thì có kiến nghị ở địa phương xã huyện phải có nó là phải có cái hướng dẫn dân cho nó có cái đồng lọt, đặng mà có cái đầu ra cho nó ổn định cho dân chúng tôi nó được nó là phát triển lên càng ngày càng đỡ lên chút. Theo tôi là có cái kiến nghị vậy đó. Cho nên nó là anh Nguyễn Thành Tâm nói thì cái này thì anh cũng cố gắng rồi, nhưng mà không ai giống ai hết, là cho nên động viên anh em cũng nỗ lực lắm rồi. Nhưng mà nó là thật chắc người thì chịu đi tiếp, ảnh còn người thì không chịu đi tiếp, cái này nó cũng còn kéo dài thời gian lắm. Chứ theo ý tôi có cái ý kiến là bây giờ phải ngồi lại với nhau hết, quyết định là mình có hợp lại thống nhất một cái đặng mà đưa lên trên, kiến nghị lên trên, đặng mà mình có cái đầu ra, đặng mà
người ta tiếp xúc với lại hợp tác với mà các doanh nghiệp ở nước ngoài đang có đầu ra cho ổn định bà con nông dân thì cái này nhân dân mừng lắm. Tôi có nhiều nữa. Viện hợp tác xã thì tôi có kiến nghị với các thành viên một. Thứ nhất là nên đẩy mạnh cái truyền thông, nói về cái sản phẩm sạch, đặc biệt là sản phẩm ở sản phẩm của địa phương mình. Thứ hai nữa là tuyên truyền nói về vấn đề an toàn môi trường, đó. Càng nhiều càng tốt, nghĩa là để cho người dân họ nắm bắt thông tin đó kịp thời và mọi lúc mọi nơi để họ ý thức được là mình đã nói là mình làm ra sản phẩm sạch nhưng mà điều kiện môi trường mình đó mình không sạch thì làm sao ra là sản phẩm sạch được, cho nên là điều đó là tôi nên kiến nghị chuyên môn nên mạnh hơn nữa cái vấn đề truyền thông, vấn đề thông tin từng dân. Cái thứ ba nữa là kiến nghị với ngành chuyên môn những cái vật chất thuốc cấm, nghĩa là ở đây mình đang theo cái tiêu chuẩn của các nước tiên tiến mà khó tính như là mình, giống như hợp tác xã tôi cũng vừa được gọi là áp dụng cho 6 vật chất của Mỹ Cấm, trong đó có các bên. Thì với ngành chuyên môn thì tôi cũng nghĩ là nên có cái giải pháp để mà những cái dòng sản phẩm vật chất cấm này nó không còn tồn tại ở địa phương mình giống như ở Việt Nam, để cho người nông dân cho dù họ không muốn mua đi nữa nó cũng không có sản phẩm đấy nữa. À, và ý thức họ rằng là những cái sản phẩm đó nó sẽ mang lại cho mình thứ nhất là bệnh nè, vô cái bệnh nè, thứ hai là các sản phẩm mình bán ra thị trường người ta không mua nè, giống như là giờ chúng tôi đang thu mua là chúng tôi phải test từ vườn. Đó là một cái thông điệp tôi gửi đến những người nông dân rằng là nếu mà sản phẩm của mình mà không sạch không đạt chuẩn thì coi như sản phẩm này là cấm không mua được, kể cả là bán nước thì người ta không mua, chứ không chỉ là mình bán không phẩm. Đó là một thông điệp rõ ràng của hợp tác xã gửi đến những người nông dân mà năm nay là chúng tôi đã làm gì đó. Đối với trách nhiệm của huyện là phải hỗ trợ họ để mà tư vấn cho họ làm sao cải tiến những khâu nào để mà nâng hạng cái sản phẩm của họ. Mà khi họ được 3 sao đến 5 sao thì chúng ta sẽ giới thiệu lên cái phân hạng của tỉnh để tham gia cái các thị trường cao cấp hơn, ví dụ như siêu thị và cái gì của thành phố họ bán. Còn khi mà đạt được 5 sao của tỉnh thì sẽ tham gia vào cái OCOP của trung ương, như vậy là tham gia vào xuất khẩu cho nước ngoài. Những cái vấn đề ông đặt ra nó cũng là cái đạo đức của cái người nông dân và một hợp tác xã nông nghiệp làm sao để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang có 11 sản phẩm được chọn đạt chuẩn OCOP, có sản phẩm đạt 3 đến 4 sao, trong đó huyện Phú có 2 sản phẩm. Dự kiến tỉnh sẽ xét chọn thêm 30 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và sẽ có từ 60 đến 70 sản phẩm sẽ được phát triển trong năm 2021. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho nông dân, không chỉ có sản phẩm đặc trưng của địa phương mà có thêm điều kiện để tăng thu nhập khi sản phẩm được an toàn và có đầu ra ổn định. Chương trình hôm nay xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn các diễn giả, rất cảm ơn kỹ sư Phạm Thành Tâm, Phó trưởng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cảm ơn ông Bình Thanh Minh, Giám đốc Hợp Nông nghiệp Long Bình. Cảm ơn Võ Văn Hên, nông dân trực tiếp trồng xoài. Xin cảm ơn các diễn giả.